Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục những clip giới thiệu về các thiết bị âm thanh. Trong clip này thì mình sẽ giới thiệu và đang bán về hai cái dòng đẩy bã hai kênh đến từ thương hiệu JD và EIM. Cả hai cái dòng đẩy này thì đều có đồng mức giá là 3.500.000 đồng một con. Và về hình thức bên ngoài cho tới các linh kiện bên trong của cả hai loại đẩy này thì còn rất là mới và đẹp. Vâng, và trước tiên thì chúng ta cùng đi xem về những con đẩy đến từ thương hiệu JD. Và số lượng dòng này thì bên mình có 4 con. Và cả 4 con đẩy này thì đều có model là JD500. Dòng đẩy này sử dụng công nghệ mạch Class D và có công suất đạt 500W một kênh khi ghép với loa trở kháng là 8 ohm. Về hình thức mặt trước của đẩy, mặt trước của đẩy là một miếng nhôm liền khối và được phay CNC, có logo của thương hiệu JD và có hai chiếc áp để chúng ta điều chỉnh âm lượng cho hai kênh riêng biệt. Model của đời này là JD500. Mặt trước của cả 4 con này thì còn khá là mới và đẹp. Có hai con bên dưới này thì có bị cấn nhẹ một chút này. Có hai cái vệt cấn nhẹ một chút ở hai con bên dưới. Còn hai con bên trên thì còn rất là đẹp. Đó là về hình thức mặt trước của đẩy. Và tiếp theo là phần nội thất bên trong, các linh kiện. Ở cái dòng đẩy này thì đời này hãng có sử dụng công nghệ mạch Class D. Tuy nhiên thì vẫn sử dụng cái phần biến áp nguồn là biến áp xuyến. Với cái phần này thì với cá nhân mình thì mình rất thích cái phần này. Thì vẫn sử dụng cái biến áp phổ thông là biến áp xuyến. Thì hiệu suất nó không cao bằng dòng nguồn xung. Tuy nhiên thì nó lại rất là lành và chúng ta sử dụng thì nó rất là yên tâm. Ít những cái bệnh vặt. Đây là phần biến áp này. Sau biến áp thì sẽ là cầu diode và những quả tụ lọc nguồn. Và cái đài này thì là Class D nên là cái áp cấp từ biến áp này ra nó rất là lớn. Đây, hãng có sử dụng những quả tụ lọc nguồn với dung lượng tụ là 125V, 5600 microfarad. Có 4 quả tụ còn rất là mới nhé. Và sử dụng cái mên mạch là mên màu đỏ. Và khu vực này là lọc điện áp AC220 và khối khởi động mềm trước khi cấp nguồn vào biến áp. Dây rác thì được đi rất là gọn gàng và chuyên nghiệp. Và khối bên này là khối công suất. Ở trên cái thanh nhôm tản nhiệt này thì có tem QC của hãng. Và sử dụng một quạt để hai quạt để làm mát cho những con MOSFET này. Một quạt trước và quạt sau. Và đây là những linh kiện ở hai vế công suất. Máy chạy Class D nên là linh kiện nó sẽ không có quá nhiều linh kiện. Hiệu suất của nó thì rất là cao. Đây, sử dụng mỗi kênh chỉ có hai con MOSFET này thôi. Và cái công suất lớn nhỏ thì nó sẽ phụ thuộc vào cái áp cấp. Áp cấp đầu ra của biến áp này là bao nhiêu volt. Sau đó thì sẽ qua tụ lọc này. Và những con MOSFET này thì nó sẽ có công suất lớn nhỏ khác nhau. Với cái máy này thì công suất nó sẽ đạt là 5W một kênh và khi ghép với loa trở kháng là 8 ohm. Mình sẽ quay gần và quay chi tiết để mọi người có thể đánh giá về cái độ đẹp của những con linh kiện ở trên cái máy này. Có hai cuộn cảm lớn này, hai dơ ne đóng mở cho hai kênh và những con linh kiện là con IC OPAM khuếch đại thuật toán 5532. Phía bên dưới cái tản nhiệt này cũng có một con IC điều khiển cho hai con MOSFET này thay nhau đóng ngắt. Class D thì nó ít sinh nhiệt hơn so với Class AB hoặc là Class H nên cái phần nhôm tản nhiệt này nó nhỏ hơn rất là nhiều so với cái công nghệ mạch là Class AB. Và máy thì vẫn sử dụng là hai quạt, quạt trước và quạt sau để thổi qua cái thanh nhôm này làm mát cho những con MOSFET này. Linh kiện còn rất là mới phải không ạ? Con này thì gần như là chưa dùng. Với công suất là 500W một kênh thì riêng con đẩy này chúng ta có thể sử dụng để ghép với một cặp loa bass 30 từ 190 côn 76 là đánh rất là ok, đảm bảo chất âm hay và độ bền. Và đây là mặt sau của những con đẩy, mặt sau còn như là mới tinh này. Mặt sau còn rất là mới nhé.
Ở phía mặt sau thì bao gồm các cổng tín hiệu đầu vào bằng sắt canlon và có đường link tín hiệu ra một thiết bị đẩy khác, mỗi kênh có một đường link và các công tắc gạt. Các chế độ như là parallel shifter. Ở đây thì có một công tắc gạt là có 3 chế độ là mode 1, mode 2, mode 3. Cái này nó dạng như là độ nhạy đầu vào đấy, độ nhạy đầu vào. Và có một cái chiếc app này điều chỉnh để chúng ta có muốn nhiều bát hay là ít bát, nhiều tiếng giải thấp, có muốn nhiều giải thấp hay không thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái chiếc app này. Đó. Con nào cũng có này. Và khu vực này là khu vực để đấu ra loa. Đấu ra loa bằng hai jack là jack new trick hoặc có thể sử dụng những cái con vít này để chúng ta xoáy ra và sử dụng cái jack kẹp để chúng ta xỏ vào đây và siết vít lại. Đó. Ở đây có một công tắc để gạt chế độ là tiếp đất, dây nguồn rời. Mặt sau thì còn khá là mới. Và thương hiệu JD là một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng rồi. Chất âm của dòng KDD này cũng khá là hay, sáng tiếng và rất dễ phối ghép loa. Mặt trước của đài còn rất là đẹp và giá là 3.500.000 đồng một con. Giá bán này thì đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách và bảo hành là 12 tháng, hàng bao di 100%, đẩy JD và công nghệ mạch là KDD. Và phía này là những con đẩy đến từ thương hiệu EIM. Những con đẩy này có model là T2 800. Công suất của những con đẩy này đạt là 800 watt một kênh khi ghép loa trở kháng là 8 ohm. Mặt trước của đẩy cũng rất là đẹp. Mặt trước của những con đẩy này là mặt đen, có hai tay sách ở phía trước này. Thương hiệu là EIM. Và đây là phần nội thất bên trong, các linh kiện của cái dòng đẩy này. Với những con đẩy này thì nó sử dụng công nghệ mạch NKDH và có hai áp cấp, một áp cấp cao và một áp cấp thấp. Biến áp nguồn là biến áp xuyến khoảng 17 cm, và khối tụ lọc nguồn và cầu diode. Đây có hai con cầu diode này, dạng cầu diode vuông, được bắt trên một thanh nhôm và bắt xuống đáy của lắp đẩy để tản nhiệt. Khối khởi động mềm và cầu chì là cầu chì zin. Ở đây những con tụ này. Con đẩy này thì nó sử dụng là đi 2, 4, 6, 8 qua tụ lọc nguồn. Với dung lượng tụ là 63V, 6800 microfarad. Tụ cũng còn rất là mới và đẹp. Số lượng dòng này thì bên mình cũng chỉ có 4 con thôi. Công suất là 800W một kênh. Ở đây là cầu chì zin. Tất cả cầu chì thì là còn nguyên zin hết nhé. Cầu chì này là cầu chì tổng này. Con này cầu chì tổng. Và những con cầu chì này thì dành cho hai kênh, mỗi kênh thì sẽ có hai cầu chì. Dây giáp thì đi cũng rất là gọn gàng. Ở phía bên này là khối tầng tiền khuếch đại và hai vế công suất. Trên thanh nhôm nhỏ này là những con MOSFET cho hai kênh, mỗi kênh thì sẽ có hai con MOSFET. Sử dụng tất cả các linh kiện còn rất là đẹp và mới. Hai dây le đóng mở cho hai kênh và sò thì được bắt ở trên hai thanh nhôm tản nhiệt này. Và cái máy này thì hãng sử dụng cái dòng sò đến từ thương hiệu LG, có mã là 0302 và 0281. Đây có hai thanh nhôm tản nhiệt, sò được bắt ở cạnh bên này và cạnh bên này. Linh kiện còn rất là sạch sẽ và mới. Và cũng sử dụng là hai quạt tản nhiệt, một quạt đằng trước hút gió thổi vào qua những cái thanh nhôm này và những quạt đằng sau này sẽ hút về phía sau. Và đây là mặt sau. Ở đây mặt sau của đẩy này. Ở đây thì vẫn còn nguyên những cái dây này, cái dây này trước đây họ có sử dụng này. Họ sử dụng thì họ lười, họ không tháo ra, lúc họ tháo đẩy ra thì họ chỉ cắt luôn cái dây này. Cắt luôn cái dây ở đây nếu còn nguyên dây này. Ở phía sau thì có cổng kết nối tín hiệu đầu vào bằng jack canlon và cũng có đường link cho một thiết bị đẩy khác. Đường ra loa bằng jack Lutech
cho hai kênh, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái rắc xoáy cài này cũng được. Dây nguồn rời, có công tắc gạt các chế độ như là parallel, shifter, bridge để chụm hai kênh công suất là 1 nhân đôi công suất. Máy có đầy đủ series mẫu vạch. Đánh trở kháng là 4 ohm. Và bridge thì sẽ đánh cho phép chúng ta chơi trở kháng là 8 ohm. Còn đánh độc lập từng kênh thì sẽ cho chúng ta chơi là trở kháng là thấp nhất là 4 ohm. Mặt sau thì cũng rất là mới thôi. Cả hai cái dòng đẩy này thì bên mình về thì trong tình trạng nó còn rất là mới và đẹp. Đây các linh kiện này, mình sẽ quay chậm để mọi người có thể xem nó được rõ nét hơn nhé. Giá của những con đẩy này cũng là 3.500.000 đồng. Với công suất này thì chúng ta có thể sử dụng để ghép với những cặp loa bát 40 từ 190 côn 100 đó, hoặc là hai cặp loa bát 25 công suất, là model là T2 công suất là 800 watt một kênh, thương hiệu là EIM, có hai chiếc đáp để điều chỉnh âm lượng cho hai kênh riêng biệt. Mặt trước là mặt đen và nó đánh ở cái áp cấp là Class H thì sẽ có hai áp cấp. Áp thấp là 41V khi chúng ta mở tín hiệu nhỏ và áp cao là 82V khi chúng ta mở tín hiệu công suất lớn. 800 watt một kênh, giá là 3.500.000 bao ship, hàng bao zin 100% và bảo hành là 12 tháng. Và những con bên này thì là cũng là 3.500.000 của JD, mặt là phay nhôm màu trắng. Khá là đẹp. Quay lại một lần nữa về những con JD này. Class D tụ rất là đẹp. Class D này thì tiếng nó cũng khá là sáng và hay. Rất nhiều quý khách thích chơi Class D. Con này thì nó vẫn giữ cái biến áp là biến áp xuyến này, nó chưa thay vào cái biến áp xung. Cái biến áp này thì nó hơi tốn kém một chút, B nó hơi lặng một chút, tuy nhiên thì nó lại rất là lành và bền. Linh kiện của rất là mới nhé. Và size của những con Class D này thì nó là ngắn, size ngắn, size chiều sâu lông nó chỉ khoảng tầm cỡ độ khoảng 30cm thôi. Chiều sâu tính cả cái tai này nó khoảng 30-31cm, nên chúng ta trưng bày hoặc là chúng ta để nó rất là gọn, đặc biệt là để vào những cái không gian mà nó chật hẹp ấy. Thì với con JD này chiều sâu lông thì chúng ta để nó rất là hợp lý. Vâng, vừa rồi thì mình có giới thiệu đến mọi người về hai cái dòng đẩy bã hai kênh đến từ thương hiệu JD và EIM. Và quý khách nào có nhu cầu mua một trong hai cái dòng đẩy này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826252688. Số điện thoại của bên mình có để bên góc tay phải màn hình video. Hoặc quý khách có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test những sản phẩm đẩy và các thiết bị âm thanh karaoke khác. Và thân mến chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.